Tôi sẽ mời Trâm song ca với tôi bài hát này. Anh thì không có cái gì để nói về Trâm nữa, là tại vì chỉ có một cái thắc mắc là cái nãy giờ cái đó là cái tường hay là một cái giải. Thì trên sân khấu không mang tường lên được anh, cho nên là mình giả bộ mình nghĩ cái giải thành cái giải tường. Dạ. Nếu mà trường hợp tường làm sao ông kia ông chui qua bên này được, cái chỗ mà cái bạn phụ diễn ôm em, nó ôm em vào lòng á, cái đó để anh làm được á. Hãy nghe tôi hát mùa 3 phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ thứ sáu ngày 2 tháng 3 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 2, hoặc xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.